bên bên tới này nè, nhớ là 4 lần xi nhan. Dạ. Đây, cái xe nó vừa qua cái trụ đây là tắt xi nhan. Dạ. Nè, tắt xi nhan này. Đó, đi chậm chậm thôi. Nhớ là tâm mình đi á, cái mông mình á. Tiếp tục này bởi đây là bắt đầu dừng đi bộ này. Cái chấm lên cửa đây. Được chưa? Không có cài ra dừng rồi. Cái trụ này. Dừng. Chỉ cho phép dừng một lần thôi. Chứ không phải dừng cặn cái dừng lại ngang, nó chỉ cho phép dừng một lần thôi nha. Một tháng thôi, đây một tháng tới đó mình tháng lại. Cô anh trước có phanh đó, cô anh lên bánh tới mình phanh. Nha. Rồi đây giống này. Bạn giúp mình một bữa không? Bự ta cho mấy mà. Cái chấm đây đụng cái dọc trên bờ tường đó, mặt trên bờ tường dừng lại này. Mình giờ cô anh phanh. Cái tao này. Dạ, ra trước này. Cô anh này. Nó yếu thì đệm xíu ra thôi nghe. Không ra cồn đó, nhớ là cồn đang mát. Giống đại tạo quá. Đây, hòn B này, hòn C này, hòn D, hòn A. Hòn B đầu tiên này, đường này. Dốc sang lên đường con co đây. Cái đây là sao? Tâm mình, tâm đường đi, nhớ nghe. Đó, cái mông mình luôn luôn nằm trên dưới đường đi. Đây. Bánh còn dữ vậy. Bây giờ này ra đây là mình đi lên cái tư kia, cho nên muốn nó lái mà sót bên kia mình chạy xuống đây một tí cho cái đầu xe nó lúa đèn tiếp này. Đó, đầu lái đây. Bắt đầu tới đây là gì? Nhìn đèn, nhìn tiếng báo này. Nếu mà có đèn đỏ là phải dừng chỗ đây. Cái tấm xanh dừng chỗ cây đây. Đó, phải cây đó chưa? Đi anh chi? Lỡ mà có xe tới đập, xe tới đập đó. Là bên kia nó cua qua kìa. Thấy chưa? Nó cua qua, mình đứng sát bên kia là nó cua tâm mình. Cho nên mình đứng chỗ đây, nhớ. Cái đây, đồng cái cây này. Nếu đèn đỏ hay chưa? Còn xanh là đi tiếp. Nhớ trong hình chỉ đi số 1 thôi. Rồi vừa qua của cái ga tư này. B kia thấy chưa? B này, C, D này, mình qua B này. Vừa qua là mình dây, đầu lái cái đầu qua. Rồi bây giờ dán này, chỗ đại dán mưa ái này chứ không ra ngoài rất tiếp này. Đây. Ngay tiền. Rồi kêu Tú đem xuống từ đơn cái giảm á. Bây giờ nè, thấy cái bạch vòn không? Làm sao cho bánh xe trước và sau lọt vô trên giữa hai cái bạch vòn đó. Thì bắt buộc bên cạnh này tâm mình, tâm mô lăng và trùng dưới cái gì? Tâm vòn đó. Cái tâm vòn đó, trước bạn đó, phải chưa? Rồi đi. Bắt đầu mình nhìn gương này. Quay lọt không nè. Đó, lọt vô rồi thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ cái đây này nhớ cái gương tới cái gác đánh lên đây đường vuông gác này bây giờ gương tới gác này có lên này đi chậm thôi đi nhanh là leo qua biển đó đi như vậy thôi bắt đầu quánh này tiếp tục quánh tiếp này nhanh cái ta này này rồi đi xuống tới đây thì vậy nếu mà có xe xuống dốc thì mình phải nhường nha. Còn đứng như kia thì mình vẫn đi bình thường, nó xuống dốc quá thì mình đứng đây mình nhiều cho nó qua dốc qua đầu mình đi xe sau nó. Rồi bây giờ không có qua kia nữa, bây giờ là vô ngã tư. Bây giờ lần thứ hai là mình vô ngã tư. Ngã tư nó có hai lần thì mình đi bên phải, đây. Biển báo đi đâu, rẽ phải đúng không, bật nhanh bên phải này. Không bật nó bắt 5 điểm, được chưa? Rồi, cái gương tới gác đánh lên. Rồi.
rồi đường xét này cũng giống đi bộ, bây giờ gần tới các cô chú này được chưa, để qua trong phan rồi nhẹ khi nào cái chấm trùng như cái trụ dần dần dạ. Rồi tiếp tục đi, bây giờ qua ngã tư chỗ này không mặt nhanh chưa, rồi qua tư bên của bên phải luôn. Nhưng bao thẳng này nữa chưa, thẳng qua luôn này, cái đây thẳng qua luôn ngay dòng rẽ lây nè, thẳng qua rồi mới rẽ lây đó, nó vừa qua đây vừa rẽ lây này. Nếu mà có xe gara này, cái này là gara này, đây là thấy gara ngon này, được chưa? Nếu mà có xe đây thì mình đi phía ngoài này, và không có xe đây thì mình vô cái trang để mình qua bên biên giới cài này cũng được. Rồi ở đây nó có hai gara, một cái gara giặt kia, một cái gara giặt đây, rồi đi vô cái kia, vô cái nọ, được chưa? Bây giờ mình vô cái ra đường này nó có cái ống này cho mình thấy luôn, ống ngoài kia là như vậy này. Đây, anh thông này, thấy chưa? Đi vô cái tấm vòng trước mạng đó. Đúng chưa? Canh cho chính xác vô tâm mình ta vô lăng đụng 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 cái cắm đó. Đây. Rồi. Đây thì hạt rồi. Còn kia là chấm vàng ở trong. Chấm chỗ sau là chấm vàng á. Cái tâm gara thì chưa tới thôi, mình tính ở đâu không cần chấm biết. Cứ mình thấy cái tâm gara là chưa tới cái tâm đó. Đây bây giờ này đi ra này, chấm này, được chưa? Đụng cái hơi gác đó, đừng đánh lưới hả? Đây, coi này, đụng hơi gác đánh lưới này, đó, quánh này, chứ không quánh sau đám. Đây là coi ra ngon, cục đó trước mạng thôi chưa? Cái chấm bộ trước mạng đó, cũng canh ấy vậy, tâm mình tâm vô lăng. Bên này là đây, cái bu tay này, một bằng đó thấy chưa? Ở trường sát hạch cũng có đánh dấu gì cho mình. Đâu hay nhớ cái hướng này hướng kia cho mình trả mình điều khiển không biết. Đây bây giờ này sẽ nhanh nữa chưa, rẽ trái này thấy chưa, mày nhớ ngàn mình rẽ trái là mình phải nhường cho xe đi thẳng trước, được chưa? Mình vẫn vô đang ngã tư được chưa, vẫn vô này nhưng mà cho nó đi thẳng trước đó mình được rẽ nha, vẫn vô này được chưa, nó qua rồi mình rẽ chứ mình không được chạy đầu xe của nó hả, không được chạy ngon đầu xe của nó, mình đi trước mình rẽ trái là mình phải nhường cho nó trước. Đây cái bờ đây là 20 thôi chưa, dưới kia là 20, cái đây là tốc độ tối gì? Không đời. Tối thiểu. Tối thiểu. Còn kia là tối đa. Dưới 20 thôi, dưới 20, nó phải dưới 10 nhân tiền 20 không được, này tối thiểu này. Cho nên qua cái biển này bắt buộc mình phải đi tranh nó. Và để đi được tới đó thì phải đi được xua hơi và lái được à. Hiểu chưa, bây giờ này, đoạn số 1 ngã đường, số 1 nữa. Cái chỗ này dừng dẫn như thật ra mình đi không có dừng nha. Muốn đi xua hơi phải lái đò trước đó này, lái đò lại này. Khi nữa xe tới cái biển này được chưa? Các cô đi xe hơi này, đầu phá cô ra đám rút ra vô. Chưa? Các cô này, dừng trước biển này. Dừng trước biển đây này. Chứ nếu mà qua biển rồi mà vẫn còn số hơi là mình xe. Phải nhanh nó dừng nó, bị xe bọc ra. Được chưa? Nhớ là ép cái tay hả? Ép cái tay này. Rồi đi qua. Nghĩa là mình có quyền dừng. Dừng nhé, có quyền đâu, mình dừng cho chắc cú. Rồi bây giờ mình đích là bật xi nhan bên bên phải là hai bốn lần xi nhan. Còn chưa. Rồi khó nhá. Rồi lên đây trả đi.